chiếm được cái giải đó. Mình mừng dữ lắm, mừng mà ngủ không được đó nha. Mừng lắm. Tự sao, tại vì nếu như ngày trước á, Bạch Tuyết á, có đoạt bao nhiêu giải đi nữa thì mình cũng thấy không có gì lạ hết, nhưng mà bây giờ ở tuổi này rồi quý vị, mà quý vị còn thấy Bạch Tuyết còn đoạt giải nữa thì quý vị nghĩ coi Diệu Huyền mừng cỡ nào, mừng mà khỏi ngủ luôn đó, nôn ở trong bụng mong cho sáng này cho sao cho có Dũng tới chừng hồi hôm Dũng nó gọi cái mừng hết sức vậy, đặng qua đây đặng gặp Bạch Tuyết. Hèn chi mình ngạc nhiên tại sao mà dám rời Tư Dinh vì Dưỡng Lão. Lời thì được rồi, nhưng mà nếu như mà không có anh Dũng thì cũng không đi được đâu, biết đường đi đâu, đâu biết đường đi. Nhờ có nó kêu nó điện nó hỏi thăm sức khỏe cái chốt nó nói nó liền nói lên là bữa nay phải chở mình qua đây. Thì gọi điện thoại được rồi. Hả, thôi thì gọi điện thoại nó thường rồi, còn cái này khác mà, cái này đặc biệt mà. Chứ gọi điện thoại tụi mình gọi mấy chục năm rồi còn gì nữa. Không sợ Hiền đi Hiền mệt thôi. qua đây để nhắc, sẵn đây nhắc một cái chuyện vui cho Bạch Tuyết nghe. Vụ gì? Hôm trước cái Tuyết nói cái gì mà gay 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 đó mà tôi chưa có hiểu nữa đó, thì hôm trước cái có cái cô cũng lợi cô cũng nói người ta nói cô với cô Bạch Tuyết, con hỏi thiệt có phải là gay gay gì đó. Cái tôi nói không, hai đứa tôi thân lắm mà không có gay à, tụi tôi chơi thân lắm chứ đâu có gay. Không, nhưng mà người ta nói kìa, tôi biết người ta nói nhưng người ta hiểu lầm đó, chứ tụi tôi thân lắm không có gay, nghĩa là trên 70 năm rồi tụi tôi không có gay. Tức là người ta muốn nói cái vụ đó Sao về nhà cái hỏi cái tụi nó mới nói là vậy đó, nó là hai đứa mình vậy đó. không? Tới chừng bữa cái Bạch Tuyết nói nữa, Bạch Tuyết nó người ta nói nữa, tôi ngồi tôi suy nghĩ, ôi tôi quên rồi cái chữ này, cái này là cái gì, sao nói mình gây hoài vậy ta, mình đâu có gây đâu mà đâu đồn mình gây hoài vậy. Cái đó cũng bình thường thôi, là tại vì là thói quen mà của mọi người, của cái dòng sống á, tức là có người thì người ta vừa thấy cái người ta nói liền, mà người ta có biết đâu, mà thường thường á là hả không biết á, thì càng dệt theo nhiều hơn nữa, đang để dệt theo cho người khác tin thì vậy đó. Còn mà sự đời Bữa đâu phải vậy đâu, sau nếu mà nhìn mà thấy mà biết liền thì còn nói gì. có mấy người kia lại hỏi nữa, tôi sùng quá tôi nói thôi đi, muốn nói tôi bóng bang gì nói mẹ nó bóng bóng bang bang gì nói mẹ nó đi, đừng nó gây gỗ rồi kia nọ, tôi không biết cái đó đừng nói nữa. Quá, trả lời hay ghê luôn á, trả lời tuyệt Hiền nói gì vời. nói lần một cho mình biết cho rồi. Nhưng mà thấy thương quá ha, thấy thương mấy người đâu quá ha. Để ý Rảnh mình á, không, nhưng mà tại sao bao nhiêu người họ không để ý rảnh. mà lọ mà hai đứa mình được họ để Tại lúc này Hiền nổi ý. quá, càng ngày càng nổi còn gì nữa. Nghe nói đi hát nhiều lắm phải không? Không, đâu có đi nổi, không đi lười lắm Bạch Tuyết ơi, ở nhà rồi kia nọ thì có Dũng nó tới rồi kia nó quay thì nói này nói kia cho cô bác đồ nghe vậy thôi, chứ còn đi mỗi một lần mà thay bộ đồ là cả một cực hình đối với tôi, đứng lên đứng xuống rồi kia nọ, cái bây giờ không muốn đi nữa. Ví dụ lâu lâu rồi kia nọ đi lên Bạch Tuyết rồi thôi chứ còn không đi, không muốn đi nữa. Nói chung là cứ thấy hai đứa khỏe là cảm ơn trời đất nha, cảm ơn ông bà cha mẹ tổ tiên, thế là mình còn nói chuyện được rồi, bà con khán giả còn thương, vậy là đẹp rồi đúng không? Chứ còn cái tuổi này đó thì cái mới thì không đoán được, nhưng mà cứ mỗi một buổi sáng thức dậy đó là mình biết cái chân mình nó gần gần tới đâu, nhớ không? Gần tới đâu, gần tới mồ. Nhưng mà nếu mà không mà điều tụi mình chắc Chắc mai gì mốt hôm mốt giết chết chứ muốn sao, chứ tôi là muốn thiêu à. thì tốt quá chứ còn gì nữa,
Thì mượn bụi lâu quá rồi trả bụi đi chứ, đó. còn giữ làm gì? Tôi muốn thiêu thiêu đi rồi đem giục mẹ nó dưới biển dưới sông gì đó đi Cái đó đó, hai đứa giống nhau. cho cá Thậm to chí đó tát đi. là thí dụ không có tiền thiêu thì quăng ngoài đồng nó cho chim quạ ăn, ít nhất là mình còn làm phước được cho chim quạ. Thôi mà làm đừng quăng ngoài đồng, Sao vậy? Sợ đau hả? nó lại nó mổ đau lắm. Trời ơi, nằm một đống mà còn sợ mổ đau Với lại đừng có thảy xuống sông cá, nó lại nó mổ cũng đau nữa. muốn gì đó Đốt đi, hả? đốt đi, đốt đi rồi gãy tro Đốt ra rồi, nó thí có dụ như ăn người ta không có tiền đốt thì sao? Bộ tượng đốt bây giờ rẻ lắm hả? năn nỉ mấy thầy mấy cô ở chùa thương tụi mình lắm. Vì khi mà tụi mình còn khỏe đó, cái mấy cô mấy thầy kêu mình đi hát đó, cái mình đi liền đó, Nói là đùa mấy cô mấy thôi, thầy ở chùa thương mình lắm. nói đùa thôi, ai biết được ngày mai ra sao, Đúng what will be will be, đúng không? Cho nên nhắm mắt rồi sau cũng được. Có nhớ thầy nói không, rồi. đó là còn động còn ấm còn ta, động dừng thấm dứt thì ma ra đồng, thở than khóc lóc não lòng, thức thần theo nghiệp hết mông trùng phùng. Hòa thượng Thanh Từ dạy tụi mình vậy đó, nhớ không? Tại sao mà nói là động dừng ấm dứt thì ma ra đồng, là tại vì á mình nằm một đống đó rồi thì người ta đâu có kêu rằng chú tôi chết hay là chú tôi nằm đó là không, khiêng thi ma, cho nên là có Đi chuyện đám gì ma. đâu. Đi đám ma chứ có ai là nói đi đám ma chú tôi hay là bà tôi hay là ông tôi đâu. Thành thử á, các tổ sư mình nhớ ông nói là phải tỉnh táo nha ông chủ. Mình thấy nội cái đó không là tụi mình cũng biết ơn hả, tức là ít nhất là để cho mình khi mình còn còn tỉnh táo còn sáng suốt mình quyết định bớt sai. Với lại mình bây giờ đã nói tới cái chết, tụi mình không sợ, tụi mình chấp nhận. Còn có nhiều người trời nói tiếng đó, người ta nói đừng 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 nói nói chuyện xui ma xẻo, xui lắm mà. đừng nói xui xẻo ha, đừng nói xui xẻo đúng không? Nhưng mà tất cả mọi việc trên đời này khi đã thấy có nghĩa là sẽ biến, quy luật mà hả em nhá, có chuyện gì đâu. Tụi mình hên đó bà Tuyết. Tôi thì mấy lần tôi cũng gặp được Hòa Thượng Thanh Từ á. Có một lần đó cái tôi đi hát về thì ổng ở trên cái chỗ thầy Minh Đức á, người ta trông quá được cái văn cái giọng ở ngoài sân, ổng ngồi ngoài sân á, À, thầy thích gì cái lắm. đó cái ổng nghe tôi, cái ổng kêu tôi vô, bữa đó có chuyện kim cương nữa, cái ổng kêu tôi vô, cái ổng hỏi chứ ông Hậu đâu sao ổng lâu về quá vậy. Tới với hồi hồi đó hình như Hòa Thượng ở ngay chỗ cái chùa anh Hậu ở đó, thành ra sau này Hòa Thượng mới bỏ tiền ra sửa cái tuồng đó, cái chùa đó lại nữa. Có phước quá ha. Đó cái Hòa Thượng Ủa mới nhưng mà sao chuyện gì cũng biết vậy ta? hả, Sao chuyện nào cũng biết hết trơn vậy? thì có Đi lâu giang hồ hả? thì đi thì cũng nhờ bà Út bà dắt bà đi mới biết, nhờ đi hát chùa mới biết. Không nhưng mà đúng là Hiền đi quá trời đi nha. Đi hát Mình chùa. không qua bằng một gốc của Hiền nữa. Mình cứ từ đoàn lớn này sang đoàn lớn kia. Bởi vì tôi nói hai đứa ngộ lắm, ít có hai đứa nào như hai đứa này. Một đứa thì học tuốt ở trên trời á, một đứa sức học tuốt ở dưới âm phủ á, vậy mà cũng gặp nhau được. Mà hai đứa bằng nhau Mà không, hai nhưng đứa mà thật sự đó là cái gì mà hai đó thì nó nhớ rằng nó giống như cái nồi vậy đó, tức là một cái nồi với một cái nắp vung thì người ta mới nấu được chứ, còn hai cái nồi không hai cái nắp vung sao nó nấu được đúng không? một đứa thì cái chuyện gì tuốt trên trên trời cũng biết nữa, Cho nên đứa này một bổ đứa sung, cái chuyện nó tuốt ở dưới này tầm thường thôi mà không biết mẹ gì cái đứa khác bổ sung. hết. Hiền mà Hiền biết chuyện trong cải lương đó nha, gấp trăm lần mình á. Tức mình nói ví dụ, ôi trời ơi, chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng hay, cực Là kỳ biết đặc biệt. sao không, tự vì đây là tiểu thơ, đây là dân bụi đời, ai nhìn vô cũng thấy gì thôi. Từ cái cười cái nói của Bạch Tuyết cũng vậy, đúng là một tiểu thơ phải không quý vị? Còn Diệu Hiền quý vị có thấy không, giống như cái dân gì á, Chưa biết, chưa biết ai giang hồ hơn ai mà nha. đây Chưa biết đây nha. đừng đừng có nói hở hở cái khóc rồi đừng có nói, đừng có chối, làm gì được, hở hở cái tức quá, tức Thì quá tại có nói người làm che chủ chở cho tức mình rồi chứ mình cần gì phải làm nữa đúng không? Trời. cho nên á tôi ông trưởng tôi có nói rồi, tôi nói quý vị muốn hỏi gì quý vị hỏi tôi,
vấn đề mà đi hát lăn lộn rồi kia, chứ quý vị đừng gặp Bạch Tuyết, quý vị đừng hỏi nha. Cô ấy là tiểu thơ là vì tại sao khi mà đi hát đó cô may mắn cô được đoàn thành phố mời cô qua mà, rồi cái tới nơi là cô ở phòng ngủ rồi cô đi ăn nhà hàng, chứ còn tôi không có, tôi là đụng đâu ngủ đó, ngủ ngoài bãi tha ma cũng có ngủ nữa, Mà như thật ra vậy Bạch là Tuyết không biết chuyện bằng tôi đâu. hiện thấy cái số phận không, đúng không? Số Ừ. phận Ừ. tức là được ấp ủ, được che chở, được này kia, được mọi thứ này kia, hóa ra là chuyện đời đâu phải chuyện nào mình cũng biết đâu. Cho nên là hai đứa học nhau là vậy đó, đúng không? Thượng nghe cái hòa thượng kêu tôi vô, cái hòa thượng hỏi chứ làm sao ổng có về chùa chưa, tôi nói dạ thưa chưa hòa thượng ơi. Ổng hỏi sao vậy, nó trời ổng hứa hoài à, con cũng có hối ổng mà ổng hứa hoài à, mà ổng không có về hòa thượng ơi. Ổng nói ăn gì đây nè, gì ăn trái cấm gì đó chắc đạp nhầm, đạp nhầm trái cấm rồi thành ra quay về không được, hòa thượng nói gì đó. Chứ tự gì á hồi đó đó cái ở ở trong đó mà bữa đó đi đó Bạch Tuyết biết không, trời ơi mình cũng ngại chứ mà ai ta cũng mặc áo dài, chị Kim Cương rồi cũng mặc áo dài, tôi cũng mặc áo dài, bà Thanh Thanh qua tôi bà bận cái gì không biết, cái đồ kia nó sắc vàng, cái bà thấy tôi bận áo dài bà quýnh rồi bà chạy rồi bà hỏi chị Kim Cương, chị hai rồi em gì sao, cái bà Kim biểu nó lợi hỏi Hiền nó vô chùa nó kiếm cho, cái thấy Hiền vậy rồi sao, tụi nó không sao, cái tôi mới vô tôi mượn mấy bộ đồ của sư cô á, mấy cái áo chàng á ra cho bà mặc, còn bà Thanh Kim Huệ tôi á dến một bộ đồ ni lông sa ten hồi đó đó nhớ không, Dạ đúng mà rồi, nguyên bộ đó là tay mốt bó á, bó sắt vô vô mốt. vậy tôi vô tôi cũng xin tôi cũng mượn cái áo chàng đưa đưa cho bà bận vô, tự có hòa thượng ở đó, Đúng rồi. nếu không có hòa thượng mình còn chạy cho qua được khi nọ, có hòa thượng ở đó mình sợ thấy mờ, mà ông đi mệt rồi mà ông về ông dẫn tiếp mình. Đúng rồi, Ừ. phải nói rằng mà tụi mình biết ơn sư ông, Ừ. mình mà tương đối tỉnh táo đó là nhờ có đạo Phật, và đặc biệt là nhờ có sự dạy dỗ của ông, nên là mình mãi mãi mình cảm ơn. Tức là ông nhắc cho mình biết rằng cái nhanh chóng của vô thường, Ừ. tức là mọi việc thay đổi để cho mình tỉnh táo ra, mình không có say mê cái danh vọng, hay là mình không có say mê những cái phù du rồi ảo ẩn gì này kia, thì nhớ không? Có nhớ bài kệ của ngài không vậy? Ừ. Có nhớ bài kệ của ngài không vậy? Ba gì? Bài kệ của Hòa Thượng Thanh Từ, đọc cho nghe chị không? Rồi đọc cho tôi nghe ra chứ Vâng, còn em đọc đây nè chị Hiền. Chiếc thân tứ đài khói sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chung bọt tan, nhục dinh bong bóng nước, thương ghé hạt sương mai, khổ vui trong giấc mộng, lành dữ bóng chim bay. Tháng ngày cái chớp mắt còn mất nước trăng lay, chung cuộc cơn gió thoảng giếng mang bầu trời Hay quá, Tuyết nhớ hay quá, cái đó là của sư ông viết hả, Tuyết viết, của sư ông, của sư ông, nhưng mà lời của sư ông mừng về tất Tuyết viết cả đều theo của sư ông hết. vậy hả. Ừ. Coi như là tội nghiệp lắm, sau này cái mấy lần mà lên ở trên Đà Lạt đó cái Phật tử người ta lên đông lắm, cái ở trong người ta đóng cửa cửa kiến đó, cái ông ngồi ở trong cái xe đó người ta đẩy ông đi mà ông khóc, ông khóc với lại Biết ông nói làm sao không? Thầy nghèo lắm, chứ nếu thầy giàu đó, mỗi một người mà đi đến chùa đó là thầy cho 100.000 để quý vị siêng năng
đi đến cái nơi giúp cho quý vị giải thoát. Thương À. không? Ờ. À. Suốt một đời mẹ trông ngóng con, tóc trắng mây trời môi nhạt màu son. Con vẫn còn mải mê nơi chốn xa, để mẹ già đêm héo ngày hôn. Chim xa rừng còn nhớ nước nhớ non, người lìa xứ sở còn thương cây nhớ cội. Hoa tím lục bình sông quê mùa nước nổi, quê hương mãi muôn đời trong trái tim con.